Hello, xin chào tất cả bạn trở lại với kênh của mình. Tiếp tục series về con game Pixel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn phần tiếp theo của cái sự kiện Giáng sinh của con game này nha bạn. Chúng ta sẽ thu thập các ornament mới. Và game Pixel đã có công bố về giải thưởng mà khi mà các bạn thu thập đủ các ornament và treo lên cây thông như thế này. Và đến cuối video, cũng như thường lệ là mình sẽ tổng hợp về cái ROI của con game Pixel này ở thời điểm hiện tại, để những bạn nào mà người mới á bạn, các bạn biết được cái ROI nó như thế nào và các bạn có nên tham gia con game Pixel ở thời điểm hiện tại hay không. Và để mua được cây thông mà các bạn treo những cái ornament này lên đó bạn, thì các bạn cần vào cái chỗ decor nữa bạn. Các bạn cần vào cái tòa nhà decor store này. Và các bạn thấy là cây thông nó khoảng là 10.000 pixel berry nè nha bạn. Và cái sự kiện này nó không bắt buộc các bạn phải làm cái này. Lát nữa mình sẽ công bố cho các bạn. Lát nữa mình sẽ công bố về cái giải thưởng mà bên pixel họ thông báo nha bạn, trên Twitter. Và các bạn có thể mua cái pixel ornament này bằng cái đồng pixel. Đồng pixel chưa ra mắt nên cái này nó chưa có làm được nha bạn. Thì mình sẽ đến với cái ornament mới nhất mà các bạn có thể làm được. Thì nó nằm trong cái rạp chiếu phim. Các bạn thấy cái dãy băng đỏ nó như thế này. Rồi chúng ta sẽ vào cái rạp chiếu phim nhé bạn. Và các bạn cần tích trữ cái năng lượng mà các bạn sẽ cắt được cái dãy băng như thế này là khoảng 10 năng lượng nha bạn. Các bạn sẽ dùng cái kéo. Là khoảng 10 cái cắt. Rồi, tốn 10 năng lượng các bạn sẽ thu được cái Ruby Rose Garland nữa bạn. Và các bạn thấy là nó nằm trong một trong 14 cái ornament như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ công bố cho các bạn về cái giải thưởng nếu mà các bạn thu thập đủ các ornament và treo chúng lên cây thông. Tất nhiên là các bạn phải mua cái cây thông rồi các bạn. Thì đây chính là cái thông báo bên Pixel nữa bạn. Thì cái sự kiện này á, cái phần thưởng của nó sẽ là 12 tháng VIP cho 5 farmer mà may mắn nhất nha bạn. Tức là các bạn có full cái cây như thế này. Và các bạn sẽ post cái big bạn sẽ post cái cây của bạn vào cái bích này nha bạn, vào cái bài viết này. Thì nó sẽ có 5 người may mắn nhất sẽ được cái VIP 12 tháng như thế này. Thì riêng mình đánh giá cái này các bạn thì nó rất là hên xui nha bạn. Cái sự kiện nó rất là hên xui, cho nên là mình thì mình không có đầu tư vào cái cây Giáng sinh. Mình chỉ thu thập đủ 14 cái để coi như là kỷ niệm thôi. Và mình sẽ không có làm cái sự kiện này. Nhưng mà mình sẽ có video đầy đủ cho các bạn về cái cách thu thập 14 cái ornament này. Để những bạn nào mà muốn làm sự kiện này các bạn, các bạn có thể xem và làm. Rồi, thì đó chính là cái phần thưởng của cái sự kiện mà sự kiện Giáng sinh của cái con game Pixel. Thì sau đây sẽ là cái phần cuối của video, mình sẽ tổng hợp cho các bạn về cái ROI của con game Pixel ở thời điểm hiện tại nha bạn. Rồi, chúng ta có đây là cái giá của Berry. Và mình sẽ mở cái giá ROI nha bạn. Rồi, đây là cái giá ROI hiện tại nè bạn. Rồi, chúng ta sẽ vào xem cái bản tính mà mình đã có lập từ trước nha bạn. Rồi, các bạn sẽ thấy là ở đây mình đã có thống kê rất là đầy đủ về cái profit, tức là cái lợi nhuận mà các bạn, cái berry mà các bạn đạt được mỗi ngày. Đây, profit trên đây đó bạn, mỗi ngày. Thì các bạn sẽ trồng cái cây là Quatermin nha bạn, các bạn chú ý cái dòng Quatermin thôi. Chúng ta sẽ trồng cái cây này thôi nha bạn. Thì mỗi ngày với 1.900 năng lượng các bạn sẽ có là 2850. Tức là các bạn không tham gia AMA mỗi tuần nha bạn. Các bạn chỉ làm
VIP mỗi ngày thôi, và các bạn sử dụng sauna mỗi ngày thôi, thì các bạn có thể tối đa là được và các bạn chồng có thể tối đa là được 2850 Berry mỗi ngày. Nhưng mà khi mà các bạn tham gia AMA á, thì các bạn sẽ có được là khoảng 1970 năng lượng mỗi ngày nha bạn. Và các bạn mình tính ra được là nó sẽ là 2955 Berry mỗi tuần, mỗi ngày Berry mỗi ngày. Thì các bạn sẽ giá VIP hiện tại là 21 nha bạn. Thì đây chính là cái giá VIP hiện tại, nó chưa có đổi. Thì là 21. Thì 21 các bạn sẽ nhân cho cái này là giá của running Ron, đồng Ron, thì bạn sẽ nhân cho 1,62. Thì hiện tại giá vào nó cực kỳ thấp nha bạn. Nó thấp hơn rất là nhiều. Chỉ có 34 đô để các bạn tham gia vào game thôi. Và 34 đô này các bạn sẽ lấy là đây các bạn, mỗi ngày chúng ta sẽ có là 2955, bao gồm các bạn sẽ tham gia các AMA mỗi tuần nha bạn. Nó diễn ra vào tầm 3 giờ sáng ngày thứ năm mỗi tuần. Rồi, thì mình sẽ nhân cho cái giá Berry ở thời điểm hiện tại là khoảng 0,001. Rồi, thì các bạn sẽ thấy là cái giá của nó, cái thu nhập của các bạn mỗi ngày á, nó là rơi vào khoảng 2,99 2,955 đô của bạn. Thì các bạn mình sẽ lấy 34 mình chia cho 2,955. Thì các bạn sẽ có là 11,5 ngày các bạn sẽ hồi được cái vốn 34 đô này khi các bạn đầu tư vào game. Thì đó chính là cái ROI ở thời điểm hiện tại. Nó đã rút ngắn hơn rất là nhiều so với cái video lần trước mà mình đã làm. Thì các bạn thấy là càng ngày cái đồng Berry này nó càng tăng giá mạnh. Và chúng ta sẽ có cái ngày ROI á, hiện tại đang khá là ngon. Với cái ROI là khoảng tầm dưới 15 ngày các bạn. Tức là nó chỉ khoảng 11-12 ngày thôi là các bạn đã có thể về vốn trong con game này rồi. Cho nên là những bạn nào tham gia các bạn có cái, những bạn nào mới các bạn có thể cân nhắc để chúng ta tham gia vào con game này với cái ROI như thế này. Thì như vậy là mình đã tổng hợp cho các bạn về cái ROI của con game Bisel ở thời điểm hiện tại, nói về cho các bạn về cái phần thưởng Giáng sinh khi mà các bạn thu thập đủ 14 cái ornament trong cái video này. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh của mình. Bây giờ xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.